Từ hôm nay ngày 1 tháng 6 cũng sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí không dừng các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 6 trạm thu phí sẽ hoàn thành đóng các làn thu phí tiền mặt, chỉ sử dụng 32 làn thu phí không dừng ETC. Tại mỗi trạm thu phí sẽ duy trì một làn, một chiều xe chạy để xử lý xe gặp sự cố trong quá trình thu phí. Hiện lượng xe sử dụng ETC đã lên 60%, có thời điểm đạt 65% tổng số xe qua đường cao tốc này. Trong ngày đầu thực hiện thu phí không dừng tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các tài xế khi đến đầu đường dẫn lên cao tốc qua trạm thu phí chưa được dán thẻ ETC sẽ được hướng dẫn dán thẻ nhằm đảm bảo thuận tiện trong việc lưu thông toàn tuyến. Hôm nay mùng 1 tháng 6 thì áp dụng cái thẻ là không dừng qua cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Thì theo tôi nghĩ thì nó cũng hợp lý thôi, vì là cũng bớt đi được nhân sự, thứ hai nữa là chúng tôi đi nó cũng được nhanh, thuận lợi cho bà con đi lại thôi. Hôm nay thì chính xe tôi đi qua đây thì cũng đang vào dán thẻ đây, thì tôi cũng còn mấy con nữa thì cũng hay đi qua cái tuyến này, thì tới đây thì tôi cũng dán, đi qua nó thuận tiện, nó nhanh, đỡ mất thời gian. Công ty khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc VDFI cho biết hiện mọi công tác chuẩn bị thu phí không dừng đã sẵn sàng, nhà cung cấp dịch vụ lưu động tại tất cả các điểm trạm thu phí dán thẻ từ đường nối vào cao tốc để hỗ trợ khách hàng. Hiện nay thì là bên VTC vẫn đang thực hiện miễn phí dán thẻ lần đầu cho khách hàng. Khuyến cáo các tài xế là cũng nên dán thẻ tự động không dừng để đi qua các trạm thu phí thuận lợi, nhanh chóng và cũng tiết kiệm được cái thời gian. Đối với các địa bàn của Hưng Yên và Hải Dương thì cũng đã có các cái đại lý ở trong thành phố để mà phục vụ dán thẻ cho bà con. Trên tuyến quốc lộ 5A hiện vẫn tiến hành thu phí song song giữa ETC và thu phí thủ công một dừng, nên người dân có quyền lựa chọn hoặc đi cao tốc thu phí ETC hoặc đi vào đường quốc lộ 5A. Theo quy định, phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.